chào tất cả mọi người, lại là Dear đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dear Tarot Tâm sự cùng người lạ Tara. Ok, vậy là đã đến cuối tuần rồi. Và tuần này thì Dear đã ra, đây là cái clip thứ 3 rồi, để đền lại cái chuyện này là tuần trước Dear biến quá. Dear có việc bận và Dear cũng có một vài vấn đề về sức khỏe, cho nên Dear chỉ ra được một tập cho tuần trước thôi. Cái tập tuần này chắc mọi người đọc vào cái title á, tức là cái dòng gọi là cái tựa đề ở dưới á, cho mọi người cảm thấy nó dài ơi là dài, cảm thấy nó trời ơi nó thật là dài dòng. Nhưng thật ra là Dear sẽ nói luôn nha, thật sự là Dear biết rằng là đôi khi các bạn sẽ luôn luôn nghĩ về những mối quan hệ cũ, xem cái kiểu cái nghĩ về mối quan hệ cũ theo kiểu giống như là ồ không phải là nghĩ để rồi chúng ta quay lại hay là để rồi chúng ta sẽ làm gì với nó, mà nghĩ theo kiểu ồ không biết dạo này người cũ làm sao ha, không biết dạo này là người đó người ta có bồ chưa ha, không biết dạo này chỗ nó sống tốt không ha, không biết dạo này cái nghiệp nó còn không ha, đó theo cái kiểu giống vậy đó. Tức là bạn sẽ nghĩ về những cái mối quan hệ cũ theo cái kiểu giống như là kiểu thắc mắc thôi, cho nên là cái tựa đề nó hơi dài dòng. Với lại là do là đi ngồi nghe nhạc của Bích Phương, cái bài mà cái bài mà Bích Phương người yêu cũ Bích Phương nhắn tin cho Bích Phương nhưng kêu Bích Phương bỏ thuốc lá đi, và đây là cách trả lời của Bích Phương đó. Bắt đầu tôi đú theo, tôi đú y chang luôn các bạn. Tôi đú là bạn hay thắc mắc người yêu cũ dạo này có nghĩ đến bạn không. Lúc đầu tôi định là người yêu cũ có nghĩ đến bạn dạo này sống chết ra sao hay không. Đó, và đây chính là câu trả lời của Dear. Ok, và ngày hôm nay nếu mà nói tóm lại cái chủ đề đó chính là những gì tất tần tật về người yêu cũ, về những thứ liên quan đến người yêu cũ. Thì trước khi chúng ta vào trong cái ván trải của ngày hôm nay thì Dear sẽ làm một cái nghi thức, gọi là một cái hành động, một cái bé xinh xinh thôi. Đó chính là được phép thanh tẩy một chút xíu, vì Dear sợ rằng là khi mà nói về người yêu cũ nhiều quá thì nó cũng sẽ có những cái năng lượng không được tích cực cho lắm. Cho nên ở đây Dear sẽ đốt một chút xíu lá cây tiết tùng và gỗ của cây gỗ cây gọi là cái gì? Cây trắc xanh, gỗ cây trắc xanh. Thì cả hai cái loại này nó đều có một cái công dụng chung á, đó chính là thanh tẩy. Thanh tẩy. Đó, Dear bắt đầu đốt nó đó. Đó, rồi. Ok. Đây để tôi sẽ cho các bạn một chút xíu. Lơ đễnh một chút xíu đó. Đây cũng vậy, mình phải để cho nó bắt lửa một chút xíu bạn. Đó. Này nó bắt lửa quá trời nè. Đó, ok. Đi sẽ thanh tẩy khắp ngóc ngách ở đây, thanh tẩy luôn đi, thanh tẩy luôn cái miệng nghiệp của đi. Đó, ok. Và Dear sẽ để đây nha. Ok. Thì trong ngày hôm nay Dear sẽ ứng dụng một cái cách xem, không phải là một cái cách xem bói nữa, mà nó dạng như là một cái cách để các bạn lấy một cái thông tin từ vũ trụ một cách bất ngờ, theo kiểu giống vậy á. Mà Dear đã từng có một ván trải như vậy trước đây rồi, thì Dear sẽ để một cái link ở đây. Đó là cái cách đó chính là sử dụng những cái quyển sách có sẵn, và bạn sẽ mở những cái trang bất kỳ để xem là một cái thông điệp bất ngờ nào đang dành cho bạn. Ngày hôm nay thì đi do là trải về người yêu cũ mà, nên đi chọn một cái quyển sách cũng khá là có cái chủ đề liên quan đến người yêu cũ luôn, tên là Anh ấy đã không nắm tay tôi của tác giả là Hiên. Đó. Cái cuốn này thì Dear cũng đọc lâu lắm rồi, thì nó nói chung là đại khái là về một vấn đề tình yêu này nọ kia thôi. Thì Dear sẽ lấy những cái lời khuyên từ trong cái quyển sách này luôn. Bên cạnh đó thì Dear vẫn sẽ có những cái lá bài Oracle để đưa lời khuyên cho các bạn. Còn bây giờ thì vẫn như thường lệ, Dear có 4 tụ bài. 1, 2, 3, 4. Mọi người hãy bắt đầu chọn tụ bài cho mình đi nào. Ok. Vậy thì bây giờ thì Dear cũng sẽ nói luôn là trước khi bắt đầu vào thì nhắc nhở nè. Bởi vì đây là một ván bài trải chung, cho nên mọi người hãy rằng là mở lòng ra và đón nhận nó một cách cởi mở nhất. Hãy khiến cho những cái thông tin này làm sao nó fit với cái cuộc đời của mình nhất nha. Ok. Ok, tụ bài số 1 với viên đá mã não. Ok, bắt đầu thôi nha. Đầu tiên thì Dear muốn xem rằng là cái người mà người yêu cũ của các bạn á, họ là người mang cái cá tính như thế nào. Ở đây Dear có lấy ra sẵn 5 lá bài để xem rằng là họ là người có cá tính ra sao, người yêu cũ của bạn là người có cá tính như thế nào.
Ở đây đi nhìn thấy khá là rõ ràng. Đầu tiên, đây là một cái người rất là gia trưởng, hoặc là rất là nóng tính. Và miệng mồm của người này cũng rất là kinh khủng. Có thể là họ nói chuyện rất là lớn tiếng nè, hoặc là họ nói chuyện thế kia là khi mà họ nóng giận lên á, thì cái lời nói của họ khá là đay nghiến và dễ làm cho người khác bị tổn thương rất là nhiều. Đây cũng là một cái người hơi bồng bột, hơi bộc trực trong cảm xúc. Tuy nhiên cái điểm tốt của cái người này á, đó chính là họ khẳng khái, họ rất là rõ ràng trong những cái chuyện gọi là công việc, yêu đương, là nói chung là rất là rõ ràng. Tuy nhiên là cái tính của họ thì hơi nóng nảy, hơi thô lỗ một chút xíu. Thêm vào đó, đây cũng là một con người ngang ngược. À, là một con người vô cùng ngang ngược luôn. Có thể là một mình người này mà đi ngược lại với cả thế giới luôn á. Thì kiểu giống như là nó sẽ cố gắng chứng minh cho bạn thấy là nó đúng, cả thế giới sai. Nếu nó sai, xét lại cái thế giới này. Đó, thì kiểu như vậy. Nói chung đây là một con người hơi ngang ngược một chút xíu. Ngoại trừ cái tính là một cái sự độc lập nè, họ có một cái sự độc lập, một cái sự trưởng thành, thì cái kiểu là tự mình có thể chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ, sẵn sàng đối diện với mọi thứ, thì đi không nhìn thấy được rằng là người này đủ cái bản lĩnh của một cái người trưởng thành, hay kiểu là có cái sự điềm tĩnh, có cái sự trầm lắng, có sự sâu sắc ở đây. Cái người này thiếu đi cái sự sâu sắc, và maybe đây cũng chính là một trong những cái tật xấu mà khiến cho bạn cảm thấy không có vui cho lắm trong cái mối quan hệ này. Cái người này bị hời hợt, bị hời hợt mà còn cứng đầu, ngoan cố nữa. Vậy thì với một người như thế này thì Dia muốn xem rằng là cái mối quan hệ của hai bạn nó đã từng như thế nào. Wow. Ở đây ngày hôm nay thì Dia sử dụng cái bộ bài này là một bộ bài tên là bộ Silicon Raw Tarot. Cho nên là một số cái lá bài đằng sau á, có một số lá đặc biệt, các bạn sẽ thấy được là nó sẽ có một cái lớp phủ silicon ẩn hình. Nó sẽ có một lớp phủ silicon ẩn hình. Ok. Wow. Cái mối quan hệ này tưởng là tốt đẹp nhưng mà không. Wow. Tại sao vậy ta? Đây là một mối hệ cực kỳ rắc rối luôn. Các bạn luôn luôn cãi cọ lẫn nhau. Đây, có thể đi có thể khẳng định một chút xíu về cái vấn đề là bạn cảm thấy là chưa một ngày nào hai đứa bạn ở bên cạnh nhau mà không có chuyện cãi lộn hết trơn. Nói chung là hai người như hai thế giới khác nhau, như hai thế giới song song. Hai người gặp nhau là cái miệng phải chí chóe. Nói chung cái kiểu giống như là không chửi, là không ăn, không uống, không ngủ được hay sao á đây. Đó. Mà hai bạn lấy làm vui và thích thú gì điều đó luôn á. Có thể là cái mối quan hệ được xây dựng trên cái nền tảng là của sự biện luận, tranh luận. À, các bạn là những con người thông minh, cho nên có thể là những cái cuộc gặp mặt của các bạn á, các bạn thường sẽ luôn đưa ra cho họ theo kiểu là những cái chủ đề để hai bên cùng nhau tranh luận. Nhưng mà tranh một hồi sao, luận một hồi sao mà thành cái chợ, thành cãi lộn luôn, tôi không biết nha. Nhưng mà các bạn á, ban đầu các bạn cảm thấy là khá ổn về vấn đề này. Nhưng càng trở về sau thì mối quan hệ càng tệ hơn. Dia cảm nhận á, mối quan hệ này dần dần nó chỉ còn là sự cố gắng của một người. Dần dần đi thì nó chỉ còn là sự cố gắng của một người mà thôi. Lá năm tiền của bộ Silicon Raw Tarot thì nó có cái ý nghĩa khá là tương tự với lá năm gậy. Cho nên là đi lại càng nhìn thấy được rằng là các bạn có rất nhiều những cái mâu thuẫn. À, bạn có rất nhiều những cái mâu thuẫn xảy ra trong chính cái mối quan hệ của các bạn. À, những cái mâu thuẫn này nó đến từ những cái tôi cá nhân. Và vì sao nó có những cái mâu thuẫn này, mà trong khi các bạn thật sự là các bạn cũng vui mà, các bạn có biết hiểu là cái đó là cái sự tranh luận á. Đôi khi các bạn đem ra cái sự cãi cọ, đây không hẳn là sự cãi lộn, mà nó chỉ là một cái sự tranh luận bé bé xinh xinh thôi. Nhưng mà ở đây nè, đây, ở đây đi có một lá 10 kiếm ngược, cho thấy là một trong hai hoặc cả hai đã có những cái vấn đề nằm sâu bên trong, theo kiểu là một cái lúc nào đó người ta nói một cái điều gì đó mà bạn cảm thấy là bạn không có hài lòng cho lắm, nhưng mà bạn không có phản kháng, bạn không có phản ứng lại, bạn cũng không có nói ra mà bạn ghim. À, cái này là chết nha mọi người nha. Ghim là không có được nha. Khi mà mình có một cái vấn đề gì đó, cái tôi điều tốt nhất là bạn nên nói ra. Cỡ nào đi chăng nữa, như thế nào đi chăng nữa, thì các bạn cũng nên nói cái điều đó ra. Khi mà lòng mình vẫn còn yêu người ta, là khi mà mình vẫn còn muốn thể hiện ra là tôi muốn bạn tốt lên, và bạn muốn tốt lên bạn phải hiểu tôi và hiểu mình. Đó là khi các bạn còn cởi mở với nhau, còn cởi lòng với nhau. Còn khi mà các bạn, đây, bịch luôn. Tức là đi nhìn thấy là các bạn bị ghim nhau.
kiểu trong một cái lần tranh luận nào đó các bạn sẽ có kiểu là ừ rồi thôi tao thấy tao hiểu rồi thôi trời đâu quá trời bạn về bạn kể với con nhỏ bạn thân trời hôm qua tao nói vừa mới cãi lộn trời ơi, cái nết thằng nó như thằng đàn bà luôn mày ơi nó cãi lộn với tao mà tao cãi lại không được luôn á đó thấy kiểu như vậy bạn bị ghim cái này là đi đang gọi là đang hơi thậm sưng nói hơi quá một chút xíu để cho các bạn có thể tưởng tượng ra thấy ha cái tiếp cái điều tiêu cực trong cái mối quan hệ này á đó là lá tám tiền của ổ silicon thì đi xin nhắc lại là bộ tiền của silicon thì nó tương ứng với nguyên tố lửa thì gần như đây có nghĩa là gần như là lá tám lửa ở đây các bạn đây vì sao gọi là silicon thì khi mà đi nghiêng cái này đó bạn các bạn nhìn các bạn có nhìn thấy không nó có một cái lớp bóng trên đà thấy chưa ngay chỗ ngôi sao nó có lớp bóng thì thật ra nếu mà đối với cái lá này thì rất là khó nhìn sẽ có những cái lá dễ nhìn hơn thì hy vọng các bạn sẽ có cái dịp để nhìn đó rồi ở đây đi nhìn thấy được rằng á là cái điểm xấu trong cái mối quan hệ này á đó là các bạn bị hấp tấp vội vàng quá cái hấp tấp vội vàng của bạn là hấp tấp để đưa vấn đề hấp tấp để chốt vấn đề nhưng lại không dành nhiều thời gian để giải quyết vấn đề cái chốt vấn đề với cái giải quyết vấn đề khác nhau nha chốt vấn đề thì kiểu là rồi thôi tới đây hết chấm dứt còn giải quyết vấn đề là chấm dứt nhưng nó phải là như thế nào nó ra làm sao phân tích ai đúng ai sai nhưng mà đôi khi trong một cái câu chuyện trong cuộc tình á cũng không cần ai đúng ai sai đâu nhưng bởi vì đây ở trong cái mối quan hệ này bạn có một mối quan hệ với một cái người theo kiểu giống như là cái bạn có thể là người bạn trai hoặc người bạn gái của bạn là một người có cái cá tính hơi mạnh và họ thích ăn thua đủ đi với nó luôn là họ thích ăn thua đủ cho nên rằng là đó đương nhiên sẽ có những cái sự gay gắt xảy ra với nhau tuy nhiên cái mà mối quan hệ này đi cảm thấy ổn được hợp lý lá temperance cho thấy là hai bạn hiểu nhau hai bạn rất là hiểu nhau cái hiểu nhau ở đây á là đi sẽ theo cái hiểu nhau như thế kiểu giống như là các bạn biết có và có những cái chủ đề chung à các bạn biết và có những cái chủ đề chung để cùng nhau ngồi xuống nói chuyện với nhau cho nên là suy ra bạn và người ấy cũng khá là đồng điệu với nhau về mặt suy nghĩ tư tưởng và về mặt tri thức nhưng mà kiểu giống như là người ta thì với một cái cá tính hơi sốc nổi một chút xíu còn bạn thì bạn chịu đựng không được à cho nên là nhìn thấy được việc khi mà bạn rời đi á thì cái cảm xúc cho cái việc rời đi này là bạn cảm thấy nó đáng bạn không hề có một cái sự hối tiếc nào luôn mà cái việc giống như là bạn rời đi á là bạn cảm thấy như là bạn đang gọi là tiêu trừ một cái mối hậu họa về sau bởi vì bạn sợ rằng là khi mà bạn càng dấn thân sâu nữa vào trong cái mối quan hệ thì không biết rằng là nó sẽ như thế nào à đi cũng sẽ nói lại cái người yêu cũ ở đây á có thể là cái mối quan hệ vừa rồi hoặc là một trong những mối quan hệ mà nếu kiểu như là người nào mà đào hoa quá đó trời ơi người yêu cũ mà đếm mà gọi là cả hai bàn tay mà đếm không hết đó theo kiểu vậy đó thì đây nè là bạn phải cảm nhận xem là nó đang nói tới người yêu cũ mà người nào ok chưa rồi ây da chết rớt cái lá bài rồi với cái lá năm khắp ngược này á thì đi hoàn toàn có thể nói là khi mà bạn rời đi rời khỏi cái mối quan hệ này các bạn cảm thấy rất là nhẹ không phải là đương nhiên khi rời đi ai cũng buồn nhưng nhẹ ở đây đó là bạn cảm thấy giống như là nó là một điều nên đến cái sự rời đi đó là một điều nên đến ok vậy thì đi muốn thấy được rằng không biết rằng là cái người này nè cái người yêu cũ này nè người ta có còn suy nghĩ về bạn không người ta có còn nhớ về bạn không đó thì đi lấy ra năm lá bài đầu tiên có lá Queen of Pentacles Knight of Swords the Devil the Tower Six of Swords. Không biết là trong cái mối quan hệ này các bạn đã có những cái sự quan hệ gần gũi hơn chưa? Chúng tôi sử dụng cái từ quan hệ là các bạn cần phải hiểu theo cái chữ quan hệ đúng không nha? Những cái quan hệ gần gũi hơn chưa? Bởi vì the devil nó mang một cái tầng nghĩa rất là xác thịt và đi cảm nhận với cái người này hở mà mỗi lần mà người này nghĩ đến bạn á là nghĩ đến một cái gì đó rất là xác thịt rất là trần trụi á thế kiểu giống như là có thể là ở bạn có một cái skill kỹ năng nào đó đặc biệt nên khiến cho người ta nhớ mãi không quên ăn một lần sướng quá nhớ mãi thế kiểu giống vậy đó ok nói tới cái slogan này tôi mới nhớ hôm hổm tôi đi ở ngoài đường thế là tôi nhìn thấy ở trên cái bảng quảng cáo nó có một cái quảng cáo một cái ghế massage mà cái content là thử một lần sướng quá nhớ mãi trời thở mà mỗi lần tôi đi ngang cái bảng quảng cáo đó là hầu như tôi đều phải đứng lên và nhìn cái dòng chữ luôn tôi nói là thật sự là mà dù nghe nó hơi tụt nhưng mà ok 10 điểm cho content đó thì đây nè cái người bạn của bạn cũng vậy cứ mỗi lần người ta nhớ đến bạn á là nhớ đến những cái lúc mà các bạn còn trong tay nồng ân ái hoặc là những cái lúc mà các bạn đang thăng hoa với nhau nhiều hơn là về tình cảm mở đầu luôn là Queen of Pentacles có thể là họ cũng nghĩ đến những cái mà bạn đã từng làm cho họ đã nghĩ đến những cái bạn đã hy sinh đã chăm chút cho họ nhưng mà cái trọng điểm cái lớn nhất vẫn là lá The Devil người ta nhìn bạn theo một cái kiểu giống như có một cái sự
mong muốn và sự cảm thấy là ở bạn có một cái sự thu hút nhất định về mặt giới tính nào đó. Tiếp, chúng tôi có lá The Tower và lá Six of Swords cho thấy được việc là thật ra là người này đôi khi cũng rất là hay nghĩ về bạn. Nghĩ về bạn giống như một cái vết tích ở trong lòng. Cái vết tích này nó như một cái tòa thành. Nên đi nhìn thấy được là đối với người này bạn rất là quan trọng. The Tower, đối với người này, trong lòng người này bạn có một vị trí vô cùng quan trọng. Cho nên rằng là mặc dù có thể là họ chỉ nghĩ bạn vào những cái lúc nó hết sức là xác thịt như thế này, nhưng trong lòng, bên trong những cái mạch cảm xúc của ngài thì đối với người này bạn là một người vô cùng quan trọng. Và bây giờ thì cái người này có vẻ rằng là trưởng thành hơn một xíu, và họ cũng đã từng bị cắm sừng rồi mọi người ha. Chắc là trong khoảng thời gian qua thì cũng có cắm sừng không ít đâu mọi người. Đó. Và đôi khi người này cũng suy nghĩ rằng là có nên quay lại với bạn hay không, có nên bắt chuyện với bạn hay không. Nếu mà các bạn vẫn giữ một mối quan hệ hòa hảo theo kiểu là có chia tay nha thì vẫn làm những người bạn tốt á, thì đi chỉ biết nói rằng là thì vẫn có thể là người này đã từng nghĩ đến cái việc là mong muốn có một cái sự quay lại với bạn. Ở đây đi có lấy ra một cái lá bài để đưa ra một cái lời khuyên, thì ra đưa lời khuyên hơi ghê, thì theo kiểu giống như là đi đưa ra một cái thông điệp cho cái vấn đề tật về người yêu cũ, mà đi đặt vào cái topic của nó, đó là nếu gặp lại người yêu cũ thì bạn nên nói gì cho nó ngầu. Tức là nếu mà bạn gặp lại người yêu cũ thì bạn nên cho người yêu cũ thấy là bạn đã tốt như thế nào, bạn đã như thế nào, bạn đang như thế nào á. Ở đây đi thấy là có cái hoa này, tự nhiên tôi quên mất tiêu cái tên tiếng Việt của nó là ta. Hoa kim ngân. Đây là hoa kim ngân. Đây là lá bài hoa kim ngân. Thì cái lá bài hoa kim ngân này nó mang một cái ý nghĩa, đó chính là bạn đang cực kỳ hạnh phúc. Hãy thể hiện cho người ta thấy là bạn đang hạnh phúc. Cái hạnh phúc này á, đó chính là bạn đang mong muốn, bạn đang hạnh phúc bởi vì bạn đang định hướng đến một cái thứ lâu dài. Và rất có thể những cái bạn chọn tụi bài số 1, các bạn là một trong những người đã có gia đình rồi, hoặc là bạn cũng đang có một mối quan hệ yên ấm rồi. Đó. Vậy thì đi vẫn sẽ tiếp tục sử dụng cái cuốn sách này để đưa cho các bạn một cái thông điệp. Nếu gặp người yêu cũ thì nói gì cho ngầu ha. Ok. Lỗi ở bản thân. Đi nhìn thấy cái câu này đầu tiên là lỗi ở bản thân. Câu tiếp theo đó là có gì là sai khi ai đó rời bỏ bạn để đến với một người tốt hơn. Wow. Cay. Cái câu này dạng giống như là ê, tao rời bỏ mày đến với một cái người mà hiện tại tao đang quen á, đó là một lựa chọn vô cùng chính xác. Bởi vì sao? Có gì tốt hơn, mà cái câu là có gì tốt hơn khi mà một người rời bỏ một người để đến với một người khác. À, có gì lỗi sai ở đây? Không có gì lỗi sai. Sai là sai bản thân đây, kể là bởi vì bạn không biết trân trọng mình rồi, biết sao giờ lêu lêu. Đó. Tụ bài số 1 kết thúc. Ok, chào các bạn, tụ bài số 2. Chúng ta bắt đầu quay trở lại với cái ván trải bài siêu nghiệp. Theo đi là siêu nghiệp luôn. Bây giờ tự nhiên ngày hôm nay đâu mà con điên nó lục loại cái gì mà nó đào người yêu cũ lên. Ok, chúng ta hãy cùng nhau đào mộ người yêu cũ lên nào. Bây giờ hãy xem rằng là những cái bạn chọn bài ở cái tụ số 2 này, các bạn sẽ có những cái thông điệp như thế nào ha. Tụ số 2 với cái viên đá bông 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 bông. Do là đi quay khá là trễ cho nên là buổi tối cái đi bị khan tiếng hết trơn mọi người, tức ghê. Ok, trước khi vào vấn đề thì đi muốn xem rằng là cái người yêu cũ của bạn đó là người như thế nào. Đầu tiên đây là một người nghĩ xa, đón già, đón non, suy nghĩ rất nhiều, luôn luôn muốn định hướng xa. Tiếp theo á là đây cũng là một người rất là wow, trời ơi. Một người hơi nhàm chán. Đây là một con người thiếu nghị lực. Đi phải nói như vậy. Đây là một người hơi thiếu nghị lực, và họ hơi phó thác bản thân của mình vào cuộc sống, mặc dù nghĩ rất nhiều nhưng làm không được bao nhiêu. Có thể đây là một cái người cái miệng hoạch định rất tốt, nhưng đến khi bắt tay làm thì vô cùng vụng về. Cái tính của người này là một cái tính chiếm hữu. Có thể người này là một người rất là ghen tương. Và cái sự ghen tương của họ thể hiện ra việc là họ không có ghen theo kiểu đùng 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 rồi xong đi quánh ghen, không có nha. Mà rất là có thể theo kiểu là họ sẽ ngồi một mình rồi tự ám, gọi là tự kỷ bản thân, rồi xong tự làm đau làm khổ bản thân để cho người khác phải chú ý tới á. Đi cảm thấy một cái cảm giác mãnh liệt cực kỳ từ cái người này là theo kiểu giống vậy á. Họ là một cái người mà có thể là bạn cảm thấy là họ cứ suy nghĩ mãi, suy nghĩ cái gì không biết, cứ lo mãi, lo ngày lo đêm, lo dài lo ngắn, lo tương lai, không chừng bữa nay nó sống mà nó lo tới 5 năm sau nó làm sao, nó đẻ con, nó cho con đặt con tên gì, rồi ngày đó nó cho con nó ăn cái gì là nó tính hết trơn rồi đó mọi người. Đó đây là một người đã tính suy nghĩ rất nhiều, luôn luôn ước vọng tương lai, tuy nhiên mà đây chỉ là suy nghĩ mà thôi. Đến cái lúc mà họ bắt tay vào làm thì thường như là đời như không như là mơ á. Đó. Cho nên là người này nhiều hiếm khi có thể thành công trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì đây cũng là một người khá là ủ rũ, mà đi sẽ có thể sử dụng một cái câu, đó là một cái con thiện nữ u hồn. Thiện nữ u hồn là như thế nào ạ? Thiện nữ u hồn tức là một người luôn tỏ ra mình là một cái con thánh thiện.
chuyện. À, một cái con người luôn tỏ ra trời ơi tôi rất là đáng thương u hồn đã. Một người luôn tỏ ra là trời ơi, anh luôn luôn là cái con người cam chịu em trong mối quan hệ này, hoặc là em luôn luôn một cái cô gái cam chịu anh, em lo lắng cho anh trong mối quan hệ này, còn anh là cái người không biết lo lắng gì hết trơn. Đã là đi theo cái sếp này nè, đi theo cái sếp mà cứ than vãn về cuộc đời rồi sống thể hiện cho người ta thấy là mình là người bị hại. Đã, rồi để cho người ta gọi là bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra là chính là cái thằng này luôn, chính là cái con này luôn. Đã, tụ bài số 2. Tôi thương mấy bạn chọn tụ bài số 2 quá à. Ok, tiếp theo đi lấy một cái ván trại để xem là cái mối quan hệ của hai bạn đã từng như thế nào. Ở đây thì đi sử dụng một cái bộ bài, nó tên là bộ bài Silicon Road Tarot. Đây là một bài rất là thú vị và đặc biệt. Đây, vừa nói cái thú vị đặc biệt luôn. Các bạn nhìn cái thấy lá này không? Bình thường nếu mà để như này các bạn sẽ không nhìn thấy cái cánh bướm, nhưng mà đi chỉ cần nghiêng để cho ánh sáng nó lướt qua. Thấy chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy được cánh bướm. Nên đó chính là cái đặc biệt của bộ bài này. Nó có những cái nét vẽ ẩn bên trong. Ví dụ như cái lá này cũng vậy, rất là đẹp nha. Và đây là một trong những bộ mà đi rất là quý, bởi vì hiện tại thì nó không còn xuất bản nữa. Nên đi cũng cho mọi người chiêm ngắm. Wow, wow, wow. Bạn nào mà chọn cái tủ số 2 là tôi cảm thấy cuộc đời các bạn rất là mệt mỏi luôn á. Thực ra cái mối quan hệ của các bạn á, đi cảm nhận giống như từ cái ngày đầu các bạn quen nhau cho đến cái ngày kết thúc luôn á, chưa một ngày nào các bạn cảm thấy nhẹ lòng hết. Cái sự nặng nề, cái sự nặng lòng ở đây là cho các bạn, bởi vì á, bởi vì cái người bạn đồng hành của các bạn á, luôn khiến cho bạn bị đau mút. Đau mút đây là cái người bạn đồng hành của bạn không vực cái tinh thần của bạn lên được, hoặc cái người bạn đồng hành của bạn á, là một cái người không khéo léo trong cái việc mà điều khiển, điều hướng các mối quan hệ. À, người ta rất là sách vở, người ta nói thì rất hay, nhưng mà đến khi mà kiểu giờ cứ hứa hẹn thật nhiều, hứa thật nhiều rồi quên thật nhiều, đôi khi biết yêu chẳng được bao nhiêu đó, thể kiểu giống vậy đó. Thì cái người này thì kiểu là cứ vạch ra là thấy kiểu ừ em phải tin anh, ừ anh phải tin em yêu anh, rồi cuộc đời chúng ta sẽ đi thế này thế nào thế kia, em nghĩ là ngày mai tụi mình nên ra mắt cha gia đình này. Nhưng mà đến khi mà bạn muốn thực hiện những cái đó thì người này lại không đủ can đảm, và người này lại vụng về làm cái gì đó kiểu chỉ là bẹo gan các bạn á, trêu ngươi. À, dùng cái từ trêu ngươi. Và trong cái mối quan hệ này, mặc dù đi cũng nhìn thấy được các bạn có định hướng tới cái việc rằng là đâu đó thì các bạn cũng nghĩ đến việc là tụi mình sẽ là một nửa của nhau, bởi vì như đi nói đây là một cái người có cái giá trị về cuộc sống một cách rất là bình ổn. Họ không có thích để cái cuộc sống họ quá là sóng gió, họ chỉ là nương theo cuộc sống của họ mà sống thôi, chứ họ không phải là họ không phải là một cái người cầm trịch cái cuộc sống của họ. Cho nên là đi nhìn thấy được cái sự an toàn trong mối quan hệ này, và các bạn cũng đã mong muốn và đã có một cái hành động gì đó, một cái động thái như là gợi ý nè, hay là hai mình cưới nhau đi, hoặc là đã có dắt nhau ra mắt gia đình rồi, đã hai bên gia đình đã có cái sự gọi là nhận biết nhau rồi, đã thế kiểu giống vậy, và vẫn nhận được khá là nhiều những cái sự ủng hộ từ hai bên gia đình. Cái điều mà không tốt từ cái mối quan hệ này á, là bởi vì á, có quá nhiều bí mật trong chính cái mối quan hệ của hai bạn. Cái bí mật chính là cái giết chết các bạn, bởi vì các bạn không có đủ lòng tin lẫn nhau. Cái Seven of Swords nè, đó, bao nhiêu mặc dù là nó có những cái áp lực, nhưng mà áp lực này nè chỉ có một người gánh chịu thôi đó. Và nó bị theo cái kiểu giống như là mọi thứ nó bị bỉ bực, nó bị dèn nén xuống, và không ai nói cho ai là tôi bị cái gì cả. Còn một cái mặt tết tích cực hơn một chút xíu thì nó cũng được diễn tả bởi một lá siêu là tiêu cực luôn, đó là lá Five of Swords. Lạy chúa tôi, những cái lá so tôi thấy nó không tốt rồi đó. Cái mặt tích cực duy nhất trong cái mối quan hệ này đó là các bạn có những cái suy nghĩ rất chung, các bạn có những cái định hướng rất chung, và các bạn có những cái sự ngây ngô cũng như vụng vỡ rất chung. Cái sự ngây ngô vụng vỡ đó cũng chính là cái khuyết điểm, nhưng nó cũng là cái ưu điểm, bởi vì nó cho các bạn cái sự đồng điệu trong mối quan hệ này. Tuy nhiên nó không cho các bạn cái sự trưởng thành, và không có cho các bạn cái đường đi hướng xa thôi. Và cái hành động của bạn á, cho cái việc là khi mà bạn dừng lại thì giống như một cái việc bạn đốt cháy tất cả, bạn đốt bỏ tất cả, bạn đem hóa tro nó, bạn đem theo kiểu giống như là những cái ký ức cũ á, bạn cho nó vào dĩ vãng hết. Đã, có thể rằng là khi bạn nói ra cái lời chia tay, bạn quyết định một cách rất nhanh chóng, và cái cảm giác của bạn như một cái gì đó hừng hực, một cái gì đó rất là nóng bên trong cơ thể mình, nó mách bảo mình phải dừng lại thôi. Đó, bạn quyết định nó một cách rất là cương trực. Ở đây đi nhìn thấy là bạn quyết định rất là cương trực, và với một cái thái độ bên ngoài rất là nhiệt, theo kiểu là rất là chắc chắn về những gì mà mình làm. Bên cạnh đó thì đi muốn xem được rằng là hiện tại cái người yêu cũ này nè đó, bởi vì các bạn có rất là nhiều người yêu cũ, đi biết mà, có đi là không có bồ thôi đó, thì họ có còn đang nghĩ tới bạn hay không. Đi sẽ lấy ra 5 lá, người yêu cũ có còn đang nghĩ đến bạn hay không. Ok, nói chung nghĩ đến bạn thì không,
Nếu mà nói là người yêu cũ còn nghĩ, còn nhớ, còn thương đến bạn á, thì Dia sẽ trả lời là không. Không nha. Đương nhiên những cái ký ức, những cái chúng ta đã từng trải qua với nhau rồi thì nó vẫn sẽ là một cái gì đó động lại trong lòng của mỗi con người, thì chắc chắn cái đó thì sẽ không quên rồi, đúng không mọi người? Nhưng mà nghĩ thế kia, lâu lâu bất chợt nghĩ đến cái việc là hai người muốn quay lại, hoặc là muốn có sự liên lạc với bạn, thăm hỏi bạn như thế nào. Nếu các bạn vẫn có cái sự thăm hỏi lẫn nhau thì cái nghĩ về bạn ở đây là nghĩ cho một cái tương lai xa, hoặc nghĩ cho một cái sự bắt đầu lại, thì đi nhìn thấy đây là hầu như là không. Nhưng có thể trong cái khoảng thời gian tháng 7 là thời gian sắp tới, bạn sẽ một cái lần chạm trán lại với cái người này, nên cẩn thận nha. Vậy thì nó vô cùng phù hợp với cái câu hỏi cuối cùng của Dia trong cái ván trải này luôn, đó chính là khi chúng ta gặp lại người yêu cũ thì chúng ta nên làm gì, nên nói gì, nên trình bày gì, nên thể hiện gì cho nó ngầu. Nên làm gì cho nó ngầu. Ở đây Dia lấy ra một lá bài tarot, một lá bài oracle trước. Đây là lá hoa mỏm rồng. Cái lá hoa mỏm rồng này nó thể hiện cho cái việc là bạn hãy thể hiện bạn thật sự là đã quên chuyện cũ rồi, bạn không còn lo lắng gì tới cái chuyện cũ hết. Đầu tiên bạn phải gọi là thì kiểu chúng ta có quen biết nhau hả? Ủa ngày xưa là em với anh cũng có cái chuyện đó hả? Thế kiểu nếu mà nói là chúng ta đã từng quen biết nhau hả thì nghe nó hơi nặng nề, nó hơi phản, nó hơi phủi tay. Nhưng mà ở đây theo kiểu giống như là bạn đặt một câu hỏi nhẹ nhàng đó, giống như chúng ta đâu có gì để phải nặng lòng với nhau đâu anh à, đã ví dụ là như thế, cho thấy được một cái việc là bạn không có care, tức là bạn không có lo, bạn không có suy nghĩ nhiều về những cái mà họ làm đó. Và hãy cho thấy là bạn đã quên rồi, bạn tha thứ rồi, bạn không còn nghĩ nữa. Và Dia sẽ tiếp tục lấy ra một cái thông điệp bất kỳ bên trong cái cuốn này. Một thông điệp. Ở đây Dia nhìn thấy người ta có thể thay đổi vì bạn là thật, nhưng có thể vì người khác mà thay đổi cũng là thật. Trên đời này không có cái gì gọi là duy nhất, chỉ có thể trách mình không phải là người cuối cùng trong đời họ mà thôi. Trời ơi, hay quá. Bạn sẽ nói với người yêu cũ bạn là em chỉ trách anh rằng là anh không phải là người cuối cùng trong cuộc đời em mà thôi. Trời ơi, đó gắt. Theo kiểu giống như là thật ra là em cũng không có lo, em cũng không có trách anh gì đâu. Quá khứ chúng ta là nó là quá khứ rồi. Nhưng em chỉ hơi tiếc là anh không phải là người cuối cùng của em thôi, nó chỉ là một người khác à. Một câu khịa rất là cay độc luôn nha các bạn nha. Ok, tụ bài số 2 hơi thú vị luôn á. Bây giờ kết thúc thôi nào. Ok, tụi bài số 3 bắt đầu thôi. Tụi bài số 3 với cái viên đá đỏ đây thì đi cũng để đây luôn ha. Quay lại với cái chủ đề ngày hôm nay, một cái chủ đề đó rất là hay và rất là nghiệp. Đó là chủ đề đầu mộ về người yêu cũ, tất tần tật về người yêu cũ đó. Thì đầu tiên đi phải muốn biết được rằng là cái người yêu cũ của bạn đó là người như thế nào. Ở đây đi lấy ra 5 lá. Ok. Đi nhìn thấy là người yêu cũ của bạn là một người rất là tinh tế. Có thể họ là một cái người có một cái gu nghệ thuật tốt, họ có một cái thẩm mỹ tốt, họ là những cái người hoạt động trong giới nghệ thuật tốt à, hoặc là họ có một cái gì rất là nghệ sĩ, một tâm hồn nghệ sĩ, một con người khá là bí ẩn à. Đây là một người khá là bí ẩn. Và người yêu cũ của bạn cũng là một cái người đã từng chịu rất nhiều những cái sự tổn thương, cho nên là đi nhìn thấy là bên trong họ cứ bị ám ảnh, bị khắc khoải bởi một cái vấn đề gì á, kiểu giống như họ có một cái nỗi đau và họ cứ bị đắn đo khắc khoải về cái nỗi đau đó, và họ bị ám ảnh cái nỗi đau đó do hầu như là suốt cái cuộc đời của họ luôn đó. Nên ở đây đi nhìn được ra thêm một cái vấn đề nữa, đó là cái người này khi mà tiến tới với ai, họ rất là sợ hãi, họ không có dám mở lòng của họ ra, mà họ theo kiểu giống như là họ để đó, họ trân trọng thì họ để đó thôi, chứ họ không có dám làm rõ. Nếu có làm rõ thì họ cũng có một cái gì đó, bạn sẽ cảm thấy là bạn không có an toàn trong cái mối quan hệ với cái người này, bởi vì rằng là họ quá là, họ có một cái gì đó bị ám ảnh bởi cái quá khứ của họ, họ có một cái lần đổ vỡ nào đó, hoặc là họ có một cái hình mẫu ngay người trong quá khứ mà họ cứ bị đeo bám, hoặc cái người yêu cũ của bạn vẫn còn qua lại với người yêu cũ của người yêu cũ à, hiểu không? Hay kiểu giờ trước khi quen bạn nó quen một con khác, ví dụ hoặc nó quen một thằng khác, thì bây giờ cái lúc mà nó quen bạn á, tới cái lúc mà nó quen bạn á thì nó vẫn qua lại người đó. Thế nên nó bị ám ảnh bởi một cái gì đó trong quá khứ, và cái người này là một người rất khó hiểu, một cái người luôn luôn giữ một cái thế giới riêng biệt cho bản thân của họ mà hiếm khi mở lòng ra cho ai đó bước vào. Ok, đây là một người khá là thú vị và đặc biệt đấy. Tiếp thì đi muốn xem rằng vậy thì các cái mối quan hệ của bạn và người này á, cái cuộc tình của hai bạn á, nó đã như thế nào, nó đã từng diễn ra như thế nào. Wow, đi nhìn thấy giống như là cái việc mà hai bạn gặp nhau nó như là định mệnh á, nó như một cái sự may mắn đến với cái cuộc đời của bạn. Ở đây mình có lá The Star, một cái sự may mắn đến với cuộc đời của bạn. Nhưng mà cái định mệnh này có vẻ là hơi thui hẻo hả,
hơi hôi hám một chút xíu, do rằng là đi nhìn thấy mà mặc dù là định mệnh của nhau nhưng mà các bạn á bị thiếu đi một cái đó, chứ là thiếu đi cái sự rõ ràng, cái sự liên kết, cái sự ràng buộc nhau. Các bạn đừng có nói là khi yêu nhau thì đừng ràng buộc nhau, không có. Khi yêu nhau các bạn cần phải cho nhau một cái đó, cái sự chắc chắn trong mối quan hệ. Thì Dia sẽ xin gọi cái sự chắc chắn đó, cái sự vững tin đó, đó chính là cái điều ràng buộc hay bạn. Niềm tin nó cũng là một cái ràng buộc. Và khi các bạn làm cho người ta phải tin bạn là đủ cái sự ràng buộc. Đó là một cái ví dụ của Dia ha. Tiếp thì Dia nhìn thấy được rằng đó là cái mối quan hệ này nó thiếu đi cái sự ràng buộc, cho nên nó cứ bị ấp ấp mở mở như thế nào á. Mặc dù như thế thì cái mối quan hệ của bạn vẫn rất là vui, nhưng nó vui như một đứa trẻ lên ba á mọi người. Nó vui theo một cái kiểu không kiểm soát được. Một lúc thì vui thì rất là vui, non trẻ cũng rất là non trẻ, cuồng nhiệt cũng rất là cuồng nhiệt, nhưng đến lúc nó đau mút cũng rất là đau mút. Tới cái lúc mà nó chia tay một cái là hả, không kìm lại được luôn. Đó, tức là các bạn không có một cái phanh trong cái mối quan hệ này. Các bạn không có một cái thắng, cái phanh hay còn là cái thắng á. Các bạn không có kìm nén cái mối quan hệ này, không có điều hướng cho cái mối quan hệ này được. Mà thường là cái mối quan hệ nó sẽ dắt các bạn muốn đi đâu thì đi là đi theo nó thôi, chứ nó không có gọi là bạn không có cái hướng đi cho nó được. Cái tiếp theo á, đi nhìn thấy một cách rất rõ ràng luôn, đó chính là cái việc như thế nào ạ. Cái việc rằng là cái mặt tiêu cực của mối quan hệ này là các bạn hay bị lấp lẫn, các bạn thiếu cái sự công bằng và sự công tâm trong mối quan hệ này. Cái sự công bằng và sự công tâm là như thế nào? Cái sự công bằng ở đây á, đi muốn nói đến á, đó là cái việc rằng là bạn á không có cho người kia một cái sự rõ ràng, và cả người kia cũng vậy, hoặc là người kia là người không cho bạn một cái sự rõ ràng. Và ở đây không ai là người có cái nhu cầu muốn làm rõ cả, hoặc bạn đã nhiều lần muốn làm rõ rồi nhưng mà bạn bị kiệt sức nên bạn buông xuôi nhưng mà Dia vẫn cảm nhận là bạn vẫn rise, tức là bạn vẫn trỗi dậy, bạn vẫn có một cái riêng cho bản thân bạn. Ở đây Dia nhìn thấy rất là rõ luôn là bạn vẫn trỗi dậy, bạn có một cái khởi đầu mới. Ở đây đi có dùng một cái bộ bài khá là đặc biệt đó bạn, bộ Sikora. Khi bạn phơi với ánh sáng thì bạn mới nhìn thấy được những cái nét vẽ ẩn ở đây, một cái siêu, một cái ấn tên của các vị thiên thần. Chúng ta tiếp tục quay lại cái vấn đề này. Cho nên đến khi mà các bạn rời bỏ nhau, các bạn rời đi á, cái mối quan hệ kết thúc á, nó trong cái sự ngỡ ngàng và sự tiếc nuối. Cái sự ngỡ ngàng tiếc nuối ở đây á, là cho cái việc rằng là tại sao các bạn á, chưa làm được nhiều thứ, các bạn vẫn còn dở dang nhiều thứ cho nhau quá. Chính bản thân bạn luôn, bản thân bạn cũng cảm thấy là bạn vẫn còn dở dang nhiều thứ mà bạn chưa thực sự làm được cho cái mối quan hệ này. Và nhiều khi cái bạn muốn, mong muốn có cái gì đó để làm cho mối quan hệ này, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội, và cả cái người kia cũng vậy. Đó chính là cái bố cục của mối quan hệ các bạn. Như vậy thì đi muốn hiểu rõ hơn, đó là hiện tại cái người này họ còn nghĩ đến bạn hay không. Đi lấy 5 lá. Ok, làm như cái người yêu của bạn là cung khí hay sao. Ở đây đi nhìn thấy cái năng lượng của cung khí rất là rõ nha, nhất là cung thiên bình luôn, thiên bình bảo bình song tự đó, thử là có phải không, hay là bản thân bạn là cái cung khí này. Rồi hiện tại thì người ta vẫn còn nghĩ đến bạn. Đây là một người như đi nói, họ rất là hay dễ bị khắc khoải những vấn đề trong quá khứ, họ rất là hay nhớ về quá khứ, tưởng niệm về quá khứ. Đó, đây chính là cái con người như thế. Cho nên rằng là khi mà nói rằng là họ vẫn còn suy nghĩ đến bạn, đó là một cái điều không có gì mà phải thắc mắc. À, họ vẫn suy nghĩ đến bạn khá là nhiều nữa là đằng khác. Nhưng cái suy nghĩ đến á, là theo kiểu như là họ muốn có một cái mối quan hệ với bạn, nhưng cái mối quan hệ này họ muốn vun trồng nó nhiều hơn. Không biết rằng là trong khoảng thời gian chia tay cái người này hoặc là bạn, cả hai bạn á, có bao giờ ngỏ ý với nhau cho cái việc quay lại không. Nhưng mà dường như đi cảm thấy là dường như là nếu mà có quay lại là có đó, nhưng mà cũng không được nhiều hết. Quay lại xong rồi cũng nhận ra được vấn đề, và rồi cũng tan tành theo mây khói. Đó chính là kết cục của hai bạn. Ok, nhưng trong khoảng thời gian sắp tới, nhỡ đâu có gặp lại cái bạn người yêu cũ này, thì bạn nên làm gì, hoặc bạn nên nói gì, hoặc thể hiện như thế nào để cho nó ngầu. Ở đây đi lấy ra một lá, trời ơi, đó chính là lá hoa mẫu đơn. Thì cái lá hoa mẫu đơn này nó có một cái ý nghĩa, đó chính là bên cạnh nó có ý nghĩa là sự phát đạt nè, thịnh vượng nè, nó có ý nghĩa đó là lòng trắc ẩn. Tức là bạn nên thể hiện cho người ta thấy là bạn vẫn còn nhớ đến người ta, bạn vẫn còn nghĩ về những cái quá khứ, bạn vẫn còn nghĩ đến cái mối quan hệ của bạn và người này trong ngày xưa, bạn vẫn rất là trân trọng nó. Đây là cái mà họ sẽ rất là cảm kích bạn. Bởi vì như đi nói, đây là một cái con người sống trong quá khứ, hơi ăn bám, hơi ăn mày quá khứ một chút xíu. Nên đó, khi mà bạn thể hiện như thế này, họ cảm thấy rất là vui luôn á. Đi vẫn sẽ tiếp tục lấy ra một cái thông điệp nữa bên trong cái cuốn sách này một cách ngẫu nhiên, để xem là bạn nên nói gì với người yêu cũ của bạn khi mà lỡ đâu có gặp lại, cho nó oai ấy mà. Ok, ở đây đi nhìn thấy trò may rủi, nó chỉ là một cái sự may rủi thôi. Tôi mong Linh tìm thấy chút bình yên. Lạy Chúa, tôi đi nhìn thấy dòng chữ thứ hai là
tôi mong Linh tìm thấy chút bình yên, theo kiểu giống như là ừ em mong anh rồi sẽ mong sống tốt á, mong chúng ta rồi sẽ sống tốt á. Để xem còn cái câu nào đập vô mắt của Đi nữa không. Chắc Linh mong anh ta vì mình mà ăn năn dây dứt. Khủng khiếp chưa? Có thể là bạn hoặc người kia vẫn đang nghĩ rằng là cả hai người vẫn còn thấy rất lắm, nên theo kiểu là trời ơi bây giờ mình có quay lại là mối quan hệ không có được đâu, do là hai đứa không có dám nhìn mặt nhau, khó lắm, khó nhìn mặt nhau. Nhưng không, các bạn cứ thử nhìn mặt nhau, cứ thử chạm mặt nhau đi, cứ nói chuyện với nhau một cách hết sức là bình thường, cứ cởi mở nhất có thể, như những gì cái thông điệp nó đã đưa cho chúng ta một cách rất là rõ ràng. Khi các bạn đối diện với người yêu cũ các bạn thì sao? Trời ơi, đón nhận nó một cách nhẹ nhàng thôi, thì kiểu như mở lòng ra đã, ok không? Mở lòng mình ra và thể hiện cho người ta thấy là nếu mà bạn muốn có một cái cơ hội quay lại, thì nếu lúc đó bạn cũng có, bạn cũng thật lòng là muốn có, cho mình một cái cơ hội để làm lại một cái gì đó trong quá khứ mà bạn chưa làm được và tiếp tục cái mối quan hệ này, nuôi dưỡng nó trong tương lai, thì ok, hãy quay lại nha. Ok, Đi mong rằng cái tụ bài số 3 này sẽ có một cái cuộc nói chuyện thú vị với cái người yêu cũ nếu có thể. Ok, kết thúc. Ok, tụ bài số 4 luôn nha mọi người ơi. Ở đây Đi có tụ bài số 4 với viên đá thạch anh trắng trắng ở đây, Đi sẽ ở đây. Tụ bài số 4 này vẫn là tụ bài trải về cái vấn đề này là tất tần tật về người yêu cũ. Vậy thì đầu tiên muốn nói về người yêu cũ á, thì có hàng trăm hàng tá đứa người yêu cũ, cho nên là bây giờ là mình phải chọn lọc nha. Chọn lọc bằng cách bây giờ Đi sẽ miêu tả xem là người yêu cũ mà bộ bài này nó đang nói tới, cái ván trải bài này đang nói tới là người nào. Đầu tiên, đây như là một cậu ấm cô chiêu. Đây là một người rất là biết cách ăn chơi, miệng mồm khéo léo, miệng mồm cực kỳ khéo léo, biết cách ăn chơi. Tuy nhiên miệng mồm khéo theo kiểu là lanh. À, một con người dở rồi biết gọi là ăn nói lanh lanh, lanh lẹ, nhưng mà chưa hẳn là biết cái cách để gọi là biết ăn biết nói người ta. Thế kiểu là cái con này mà nó mở miệng ra một cái là chỉ muốn giả chạc vô mặt của nó thôi. Cái thằng này hoặc cái con này, cái bạn này á, có hai thứ thôi, một đó là tiền, hai là cái miệng. Đó, tiền ở đây có thể là cái bạn này gắn liền với việc là bạn là một cổ ấm cô chiêu, bạn hoặc là bạn xài tiền như nước, hoặc là bạn là một cái người rất là tự chủ về mặt đồng tiền, về mặt kinh tế của bản thân. Đó là cái một ha. Cái thứ hai là rất có thể về lời nói, thì đây là một cái người hơi hấp tấp nè, rất là dễ theo kiểu giống như hấp tấp theo kiểu trời ơi, cái con này mà gặp cái con chàng trai hoặc cô gái tụi bài số 1 đó là hai đứa cãi lộn chắc vui lắm nè. Cái bạn này theo kiểu giống như bạn đó luôn luôn muốn cả thế giới đi theo ý bạn á, và đây là một cái người luôn luôn cãi lại chứ không có chấp nhận. Cãi lại thì kiểu là khi mà bạn tranh luận với họ một cái gì đó, họ chưa cần biết đúng hay sai nhưng mà họ phải phản biện trước một cái đã. Thí dụ ha, là bạn nói mặt trời thì thường thì, tất cả những cái hành tinh trong hệ mặt trời sẽ xoay quanh mặt trời, thì bạn đó sẽ trả lời là không đâu, không đâu. Đó, bạn đó sẽ luôn phản bác trước một cái rồi bạn mới giải thích không đâu, hồi xưa người ta quan điểm á là hả trái đất á là mới là trung tâm, còn mấy cái kia là hả quay quanh trái đất. Đó, ví dụ là như vậy. Tức là bạn ấy luôn luôn sẽ khiến cho người ta cảm thấy là bạn ấy phải phản biện, bạn ấy có một cái năng lực phản biện, hoặc là để cho người ta cảm thấy là người ta phải lép vế trước cái khía cạnh với cái năng lực của bạn ấy. Đó, đây chính là cái cá tính hết sức là đặc biệt và nổi trội của cái người yêu cũ trong tụ bài số 4 này, khá là mệt mỏi ha. Tiếp, Đi có lấy ra thêm 6 lá bài để xem rằng là cái mối quan hệ cũ của hai bạn á, hai bạn đã từng yêu nhau như thế nào. Ok, rất có thể hai bạn là đồng nghiệp, hoặc là hai bạn được mai mối trong một cái buổi tiệc nào đó. Các bạn nói chưa, các bạn là một mối quan hệ được bắt cầu, một mối quan hệ bắt cầu bởi một người khác chứ không phải là tình cờ gặp nhau. Dù có tình cờ gặp nhau trong một buổi tiệc thì buổi tiệc đó cũng là do một cái người nào đó bắt cầu. À, ở đây chúng ta nhìn thấy được rằng đó là đầu tiên nó có lá The Hanged Man, cho thấy được việc đó là cái mối quan hệ của hai bạn á nó khá là yên yên, theo kiểu là nó yên, nó nằm đó, nó yên bình, nó lặng lẽ rồi nó ngủ rồi nó chết luôn. Đã, thế kiểu là nó không có gì sôi nổi lên hết. Bên ngoài thì có thể là mọi người nhìn thấy là hai bạn như là một cái cặp đôi rất là đẹp. Đây, hai bạn như một cặp đôi rất đẹp trong tất cả những cái buổi lễ hội. Nhưng mà không, sự thật thì không phải là như thế. Sự thật thì Đi nhìn thấy được điều giống như trong cái mối quan hệ này á, là mối quan hệ tích cực từ một bên nhiều hơn. Tích cực từ một bên là sao? Theo kiểu là rất có thể là các bạn vẫn yêu nhau từ hai chiều, nhưng mà cái lúc người này quan tâm người kia thì người kia lại bơ, còn cái lúc người kia quan tâm người này thì người này lại bơ. Đó, nên đó nó cứ bị tích cực theo một chiều là như vậy á mọi người. Tiếp theo Đi còn nhìn thấy được việc đó là cái thể hiện ra bên ngoài cho thấy rất là rõ ràng đó là
các bạn á luôn luôn sát thương nhau, các bạn luôn đã kích nhau, các bạn luôn tìm cách mọi cách để tìm ra cái sơ hở của nhau. Có thể đó là một cái trò vui của các bạn. Cái sơ hở này là đôi khi các bạn sẽ chọc ghẹo nhau, đôi khi các bạn sẽ bẹo gan nhau trước mặt bạn bè, theo kiểu là cái kiểu giống như bạn bè tụ họp lại rồi có bồ bạn đó đúng không, kiểu bạn chỉ muốn vui thôi, rồi bạn sẽ đem những cái tật xấu của bồ bạn vô, trời ơi bồ tao nó hơi nách mày ơi, trời ơi dại miết rồi hả, cũng không có gọi là cải thiện được. Ví dụ một đó, thí dụ là vậy thôi cha. Rồi ok đó, một tiếp á là đi cảm thấy được là cái tích cực đó chính là các bạn nhận thấy được là các bạn vui, cái sự yên ắng này cũng làm cho các bạn vui. Đây các bạn vui, các bạn cảm thấy rất là hạnh phúc, tức là và cái sự hạnh phúc này nó bị hạnh phúc quá đà, nó hạnh phúc trong cái sự yên ắng quá đà. Và các bạn nhìn thêm, đây chỉ là cái hình ảnh được phản chiếu thôi, được phản chiếu thôi. Mà các bạn nên nhớ, cái gì phản chiếu thì nó cũng là ảnh ảo mà thôi. Nếu chúng ta học quay trở lại với những thời cấp 2, cấp 3, tụi mình học gương cầu, gương lồi, gương lõm á, thì bạn sẽ biết là tất cả ảnh mà chúng ta thu được từ gương hoặc từ những vật phản chiếu, nó đều là ảnh ảo, đều là ảnh ảo hết, không có cái nào là ảnh thật. Đây, cái nào cũng ảnh ảo thôi. Cho nên là có thể cái mặt nước phản chiếu nhìn thấy đây, nụ cười rất tươi, nhưng chưa chắc đó đã là sự thật. Chưa chắc đó đã là sự thật. Cái điểm tốt của các bạn đó là các bạn rất là biết cách để xây dựng cái tầm, xây dựng cái tầm lẫn nhau. Cái tầm là sao? Có thể là sau khi hai bạn quen nhau rồi á, hai bạn có rất là nhiều những cái kiến thức, hai bạn có thêm rất là nhiều những cái trải nghiệm, hai bạn có thêm rất là nhiều những cái kỹ năng, hai bạn có thêm rất là nhiều những kinh nghiệm sống. Đó là cái mà các bạn có trong cái mối quan hệ này, và đi cảm thấy nó, đi đánh giá nó tốt. Và cái sự kết thúc cái mối quan hệ này giống như một cái sự thỏa thuận, một cái sự thỏa thuận, hay kiểu là cái kết thúc, hay kiểu là cả bạn và người kia cũng đồng ý cho sự kết thúc này. Tuy nhiên đi vẫn nhìn thấy có một cái sự khắc khoải nào đó ở một hướng nào đó cho cái việc rằng là bạn vẫn chưa thật sự bằng lòng, hoặc bạn vẫn chưa thật sự cam lòng cho cái việc rằng thôi cái mối quan hệ này nó hết rồi, thôi cái mối quan hệ này tới đây là chấm dứt rồi. Bạn vẫn chưa thật sự cam lòng cho nó. Đi cảm nhận được rất rõ ràng cái điều này. Vậy thì ở đây đi muốn nhìn một cách rõ ràng hơn về cái mối quan hệ này, thì đi sẽ lấy cho các bạn thêm 4 lá một chút xíu. Chà, ba của đi ngang qua nên hơi động đất nha mọi người. Đó, thì bây giờ đi sẽ lấy tiếp 5 lá bài cho cái việc này là vậy thì người ta có còn nghĩ đến bạn hay không? Vậy người ta còn thường suy nghĩ đến bạn hay không? Trời ơi, nó như một tục lệ, người này vẫn còn nghĩ đến bạn. Nhưng mà đi nhìn thấy đúng là nghĩ đến bạn theo kiểu là nhìn cảnh nhớ người, ở đây kiểu là có một cái gì đó lâu lâu thì cũng nhớ tới, chứ không phải là thường xuyên, theo kiểu là 24/24 mà lúc nào họ cũng sẽ có những cái nỗi buồn để nghĩ đến bạn, không có. Mà theo kiểu là nhìn cảnh nhớ người thôi, chứ không hẳn rằng là người ta sẽ nghĩ đến bạn mà theo kiểu giống như là người ta khắc khoải vì bạn hay là bất cứ thứ gì hết, không phải. Ok, ở đây thì đi có lấy ra một cái lá bài để đưa ra một cái lời khuyên cho bạn. Vậy thì để bạn sẽ nên làm gì khi gặp lại người yêu cũ, và bạn nên nói gì, bạn nên thể hiện như thế nào để nhìn để bạn trông thật gọi là ngầu lòi, chất chơ và cool. Thì đây, lá hoa hồng trắng. Bạn nên để cho người ta cảm thấy là bây giờ bạn mới mẻ rồi, bây giờ bạn có một cuộc sống mới, bạn bắt đầu một cuộc sống tốt rồi, và bạn học được rất nhiều thứ từ cái cuộc sống đó. Bạn thầm cảm ơn mối quan hệ đó luôn, nhưng mà bạn cũng đừng có tiếc nuối quá nhiều về mối quan hệ này. Bởi vì theo đi, mối quan hệ này dù có quay lại đi chăng nữa thì nó cũng không cứu vớt được bất cứ thứ gì cả. Đi vẫn sẽ lấy cho các bạn thêm một cái thông điệp nữa từ cái cuốn sách Anh Ấy Đã Không Nắm Tay Tôi của Hiên. Cuốn này theo đi nó cũng khá là hay, khá là thú vị luôn á. Đi sẽ lấy gọi là bất chợt nha. Bập ta đà. Hôm vừa rồi có chị đồng nghiệp cũng chê người yêu thi thoảng ăn mặc như dở hơi với mình. Mình cười hỏi thế sao còn yêu? Ăn mặc như dở hơi, như dở hơi. Thế kiểu là bạn nên cười vào mặt nó hay sao ta? Thế kiểu như là đây là cái thông điệp. Bên cạnh đó thì đi nhìn thấy được một cái câu là bởi vì người ta đã yêu, đã thương rồi, cho nên thấy kiểu giống như ở đây là đi nhìn thấy là thật ra nhưng rời xa là không chịu được. Bên trong bạn vẫn còn đâu đó, hoặc là bên trong người ta và bên trong bạn vẫn còn đâu đó cho cái việc là muốn quay lại lắm á. Do rằng là thấy được là cả hai bạn có những cái rất là đồng điệu. Nhưng mà đi nói nghe nè, hai bạn đồng điệu thì đồng điệu, nhưng mà hai bạn thiếu một thứ, rất là thiếu cái điểm để khiến cho cái mối quan hệ này nó vận động. Hai bạn để cho một mối quan hệ nó quá yên bình, có thể hai bạn hợp nhau đến nỗi là hai bạn không thèm cho cái sự cãi cọ. Mặc dù cái người này là một cái người rất là sân si, nhưng khi mà ở với bạn thì họ rất yên lặng. Khi ở với bạn thì hai bạn giống như là hai bạn có những cái sự hòa bình á, những cái hòa bình của bạn nó cảm nhận như một cái sự cuộc chiến tranh lạnh á. Ok,
Ok, dù sao đây cũng là những cái mối quan hệ đã cũ rồi thì Đi mong rằng các bạn đón nhận nó một cách tích cực và vui là chính nha mọi người nha. Rồi, bây giờ thì Đi xin kết thúc cái tụ bài số 4 đây thôi. Ok mọi người ơi, thì tụ bài của ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã rất là nhiều vì theo dõi Đi từ trước đến nay và từ đầu video đến cái khúc gọi là Đi kết thúc luôn. Và thêm nữa là Đi, bởi vì là Đi mong muốn là Đi sẽ có thêm nhiều những cái trải bài nó thú vị. Thú vị theo kiểu là được khai thác với những cái tầng nghĩa mới hơn. Và Đi muốn đem tarot theo một cái mặt giải trí nó gần gũi hơn, chứ nó không phải là một cái gì đó tâm linh quá xa vời đối với các bạn. Cho nên là nếu mà các bạn thích thì các bạn hoàn toàn có thể comment xuống phía dưới cho Đi về những cái chủ đề mà các bạn nghĩ là nó hài hước nè, hoặc nó có một cái gì đó nó đặc biệt với các bạn, thì bạn cứ comment xuống phía dưới. Bên cạnh đó thì dạo này thì Đi nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn của các bạn cho fanpage của Đi và cho cả trên Instagram của Đi nữa. Thì Đi cũng nhắc luôn chút xíu là do hiện tại Instagram á thì bộ phận cái nhóm bạn của Đi và cả Đi nữa vẫn chưa có thời gian để gọi là để xây dựng cái kênh đó, cho nên là hầu như là sẽ rep các bạn rất là lâu á, lâu lắm thì Đi mới vào check một lần. Cho nên là ok, các bạn có like thì cũng rất cảm ơn, nhưng mà hiện tại thì tụi Đi đang làm việc bên fanpage nhiều hơn, cho nên các bạn có muốn đặt lịch hoặc là muốn xem online hoặc xem trực tiếp như thế nào, hoặc là muốn học tarot thì cũng có thể liên hệ Đi qua cái kênh gọi là kênh fanpage đó. Thì bên đó thì họ sẽ, các bạn của Đi sẽ giúp Đi sắp xếp thời gian và báo giá cho mọi người luôn. Còn bây giờ thì clip của Đi cũng đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong Đi Tarot Tâm Sự Cùng Người Lạ tập tiếp theo. Bye bye. Ok.